Xin chào, chào mừng quý vị, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khám phá Việt Nam TV. Hôm nay kênh Khám phá Việt Nam TV đưa các bạn đến trải nghiệm thực tế một nơi check-in rất là tuyệt đẹp, nhẹ nhàng. Đó chính là bãi rêu Nam Ô. Đây là một trong những bãi rêu nổi tiếng gần đây và nó hợp lý trong cái khoảng cách đi lại từ thành phố Đà Nẵng cũng như từ Thừa Thiên Huế vào. Với cái vị trí là nằm ngay cạnh cầu Nam Ô ở hướng này. Và khung cảnh xung quanh đây thật là đẹp, cùng với cái background đó là núi và đèo Hải Vân, sau đó là biển Nam Ô, một trong những cái thắng cảnh rất là đẹp và một cái làng nghề nước mắm và làng nghề biển Nam Ô. Thưa quý vị, đây sẽ là nơi check-in tuyệt đẹp cho quý vị dẫn bạn bè, gia đình cùng với những cái đồng nghiệp có cái kỹ năng selfie, kỹ năng check-in trên đá rêu đến đây để cùng trải nghiệm và cùng thưởng thức một cái buổi dạ ngoài trọn vẹn chụp hình ở nơi đây, vì sóng biển ở đây rất là đẹp, nhẹ nhàng, không quá lớn. Và sau lưng chúng tôi đây là những cái vị khách rất là đáng yêu ngày hôm nay họ đến để trải nghiệm check-in. Chúng tôi cũng mong muốn quý vị có một cái thời gian, sắp đặt được một cái thời gian đi đến đây để check-in như những vị khách ở đằng kia. Và ở đây có những gì, check-in như thế nào và nó đẹp ra làm sao, chúng tôi sẽ giải thích sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi hết video này nhé. Cảm ơn quý vị nha, xin mời. Thưa tất cả các bạn, hiện nay thì kênh Khám phá Việt Nam TV đang có mặt tại bãi đá rêu của làng Nam Ô. Thì như lúc nãy chúng tôi đã giới thiệu cho tất cả quý vị các bạn được biết, đây là một trong những địa điểm check-in của tất cả quý vị, đặc biệt đó là giới trẻ trong những ngày qua. Và nơi đây là một cái khung cảnh tuyệt đẹp tự nhiên của biển Nam Ô, thành phố Đà Nẵng. Và nếu quý vị có thể đến ở khu vực bãi đá rêu này, rất là dễ, nó nằm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cách cầu Nam Ô khoảng 1 km. Thì hiện nay thì những người dân, gia đình, bạn bè, người thân đang đến đây để cùng ghi lại những cái hình ảnh tuyệt đẹp trên những cái bãi đá rêu rồng. Và đây là một trong những cái hình ảnh tự nhiên của biển mang lại cho con người chúng ta. Và trên những cái mỏm đá này nó mọc những cái rêu phong với một cái màu xanh biếc rất là tuyệt đẹp, và nó nằm ngay một bên là bãi biển, tức là một cái bãi cát rất là tuyệt đẹp, và một bên là bờ biển. Đấy. Ở phía đằng kia thì nó có một cái lộ trình, là nó có một cái khung vòng vòng ra ở ngoài kia. Nếu chúng ta thích chụp ở vị trí nào thì chúng ta có thể check in trước và chúng ta có thể quan sát xem địa điểm nào đẹp và phù hợp với những cái hình ảnh của mình, thì chúng ta có thể ngồi vào một vị trí nào đó để chụp hình. Đấy. Như ở phía trước màn hình này chúng ta thấy là những cái mỏm đá này rất là tuyệt đẹp đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra ngoài kia để cho chúng ta tiếp cận cái những cái mỏm đá này này, những cái cục đá đấy chúng ta nhìn thấy. Thì những cái rong này. Đấy, những cái rong này nó bám lên đấy các bạn này. Những cái rong. Những cái rong này nó bám lên trên những cái mỏm đá này và tạo thành một cái màu xanh biếc hòa quyện vào với cái nước biển. Thật là tuyệt vời. Bên cạnh đó thì những cái mỏm đá này nằm ngay cái bờ biển, có những cái đợt sóng rất là nhẹ nhàng, tình cảm ôm tròn vào những cái mỏm đá này. Điều này nó rất là thú vị đấy các bạn. Đấy, chúng ta nhìn và quan sát thì chúng ta thấy rất là thú vị. Như chúng ta đã biết thì nếu chúng ta nhìn thẳng phía bên kia, nhìn thẳng phía sau cục đá đó là cái bán đảo Sơn Trà, và nhìn qua thẳng bên kia là cảng Đà Nẵng đấy các bạn. Đấy, rất là tuyệt đẹp. Và chúng ta nhìn về xa xa đằng kia là cái nhà máy xi măng Hải Vân. Đây thì hiện nay chúng ta quan sát thấy là có rất là nhiều vị khách, những gia đình, đấy, những người lớn tuổi hoặc là những bạn nhỏ đều đến đây để cùng check in và ghi lại những cái hình ảnh kỷ niệm trong những cái
ngày mà thời tiết đẹp như thế này. Hôm nay ở Đà Nẵng thì nắng nhẹ và có sóng, thời tiết cũng khá rất là thuận lợi để cho chúng ta có thể tham gia check-in ở cái khu vực này các bạn. Đấy. Khi chúng ta đến ở khu vực này check-in và chụp hình thì chúng ta lưu ý là chúng ta có thể di chuyển trên những cái hòn đá này, hoặc là chúng ta có thể lội luôn ở dưới cái bãi cát, tức là cái mặt cát ở dưới. Tuy nhiên chúng ta hết sức chú ý đó là đá này có rêu cho nên có thể rất là trơn đấy các bạn. Cho nên khi chúng ta đến quay phim, chụp hình và check-in thì chúng ta hết sức chú ý đó là phải cẩn thận để không bị trượt ngã nhé các bạn. Đấy. Đấy, ví dụ như ở đây có cái mỏm đá màu xanh. Đấy, mỏm đá đây rất là tốt. Và ở ngoài kia có một cái mỏm đá rất là to. Đấy, bạn nào có thể di chuyển ra ngoài cái mỏm đá đó được và leo lên kia chụp hình thì đẹp tuyệt vời đấy các bạn. Đấy. Bên cạnh những cái mỏm đá này thì có những cái đợt sóng nó tràn vào đây cho nên tạo thêm một cái hình ảnh tuyệt đẹp cho cái bãi đá rêu này. Đấy, chúng ta thấy hiện nay thì các anh, các chị, các em và mọi người dân đến đây để check in và chụp hình rất là nhiều đấy các bạn này. Đấy, nhiều người rất là đẹp nhá. Và những người đến đây thì họ chuẩn bị những cái trang phục đẹp nhất cho mình để có thể ghi lại những hình ảnh có thể là gọi là đẹp nhất. Qua đây để cho nó đều đội hình này. Đấy, đấy, đấy. Đường đó mới đều đội hình được. Không, bên kia chụp chứ, nhưng mà ý là đứng cho nó đẹp đội hình. Bãi đá rêu làng Nam Ô, đây là địa điểm thu hút giới trẻ cũng như giới già đến check-in để ghi lại kỷ niệm. Đây là U60 rồi. Cô chụp gần gần để cô lấy được cái cục đá sau kia cho nó đẹp. Phải đứng cái hướng này này, chỗ này này. Thời gian càng về sau thì
những người đến tham gia chụp hình đây khá là đông đấy các bạn. Đấy. Có chừng sống ướt đó, ướt hết rồi. À, bây giờ mình sẽ di chuyển tới góc đầu kia nha các bạn. Đây, mình sẽ đi trên bãi biển cho các bạn xem này. À, rất là đẹp, nhẹ nhàng. Nếu một buổi sáng mà các bạn sắp xếp được thời gian lên đây vừa check in chụp hình vừa tham quan cảnh xung quanh cái làng đá Nam Ô này và ngắm cảnh biển, ngắm trời rất là đẹp, thoải mái tinh thần các bạn. Đây, mình quay lên hướng này cho các em. Tức là bên kia là một cái tiền núi này. Đấy, khu vực bên kia là một tiền núi nha. Còn bên này là bãi biển. Đây là khu vực bãi đá rêu Nam Ô. Đấy, mình quay lại hướng này cho các bạn xem. Đấy, thấy chưa? Tất cả mọi người đều đến đây check in và chụp hình này rất là nhiều. Tuy nhiên ngày hôm nay là không còn nắng nhiều. Các bạn lưu ý, nếu mà trời nắng thì chúng ta chụp rất là đẹp. Trời càng nắng thì chúng ta chụp càng đẹp đấy các bạn. Đấy, cho nên sáng hôm nay thì trời nó chưa được nắng lắm. Đấy, nếu mà trời nắng thì chúng ta sẽ nhìn được sâu qua bên cái bán đảo Sơn Trà kia. Mình nhìn rồi là mình nhìn được cái đèo Hải Vân đó các bạn. Đèo Hải Vân. Đấy, nhưng mà hơi tối. Thời tiết nó chưa được nắng cho nên hơi tối đó các bạn. Mình sẽ di chuyển tiếp qua bên khu vực bên kia cho các bạn xem nha. Bây giờ mình tiếp tục di chuyển qua cái khu vực bãi đá bên này các bạn. Chúng ta sẽ di chuyển dọc cái bãi đá này cho các bạn xem nha. Đây là cái khu vực chúng ta check in ở đây này. Đây, bên này là các cái gành đá này. Chúng ta đi qua ở khu vực này thì chú ý là đá có rêu cho nên nó khá là trơn đấy các bạn. Cho nên chúng ta phải đi chậm chậm lại nhé. Đấy. Này, trường Phan Chu Trinh. Tại sao lại có trường Phan Chu Trinh ở đây? Dạ. Đây, mình sẽ di chuyển qua những cái gành đá này cho các bạn xem nhé. Đây. Khu vực này cũng rất là nhiều đá có rêu này các bạn. Hiện nay thì mọi người đang tiếp tục di chuyển qua cái khu vực này để chụp hình. Nhảy quá, nhảy quá. Từ từ. Đấy, có con gì á. Con này giống như nó sống ở nước mặn á. Cũng là bãi đá cho nên là toàn là đá. Ở đây mà đặt bãi vàng thì ngon nhỉ. Chúng ta có thể di chuyển dọc xa 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 đầu cái
các cái gần đá đầu kia để chúng ta có thể chụp rất là nhiều tấm hình đấy các bạn. Tức là chúng ta phải đi sâu vào đầu kia. Đấy, một hình ảnh rất là đẹp nhá các bạn. Bãi rêu đá Nam Ô. Tức là những cái hòn đá này được những cái rong rêu nó mọc lên, nó bám trụ lên cái những cái cục đá này đấy các bạn. Cục đá có gì là vậy. Nhưng mà khi vào hình thì nó có một cái màu rất là đẹp. Vâng. Vâng, thưa quý vị, như vậy là qua một khoảng thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã hướng dẫn cho quý vị tham quan thực tế và trải nghiệm thực tế ở đá rêu Nam Ô như thế nào. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái hành trình để lên lịch đến những cái điểm check-in thật tuyệt vời này, quý vị. Quý vị hãy đến ngay đây, tại vì là cái đá rêu này nó sẽ sắp kết thúc cái mùa của nó sớm thôi. Đó, như vậy là quý vị biết không, có hai loại rêu. Một là rêu đen, nó chỉ mọc lên vào tháng 11 và tháng 12. Còn lại là rêu xanh trong vòng khoảng vài tháng, từ tháng 1 cho đến tháng 3. Như vậy là sẽ hết cái mùa rêu để chúng ta check-in. Cho nên là quý vị hãy nhanh chân sắp xếp cho mình một cái lịch đến với cái bãi đá rêu để check-in nha. Nếu như quý vị yêu thương và thích cái video này thì hãy đăng ký ở đây, đăng ký kênh với chúng tôi. Sau đó bấm like, chia sẻ và lan tỏa cái video này với tinh thần check-in, đam mê vì check-in. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị một năm mới bình an ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.